Hello, chào mừng các bạn với kỹ năng phát triển bản thân. Hôm nay tôi sẽ gửi các bạn câu một cái câu chuyện và phân tích những cái hiệu quả cho đi và nó sẽ những quả ngọt như thế nào các bạn. Thực về các bạn, thì như tôi đã thường nhắc các bạn là cứ mỗi tối vào 20 giờ, 21 giờ tôi sẽ tổ chức livestream. Thì các bạn sẽ nhớ là chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và người khác sẽ vô cùng biết ơn bạn khi nhận được những giá trị từ những video này. Cảm ơn các bạn trước. Rồi, thì vì đây là video tôi livestream thứ hai của ngày hôm nay. Tôi nói chia sẻ bạn một câu chuyện mà của bạn của Cam Quỳnh Dịch và của IG Sưu Tầm. Thì câu chuyện cho đi và quả ngọt trong cái chương đề kỹ năng phát triển bản thân. Thì cô gái tên là Lick Water cho đi và quả ngọt. Thì cô gái người Mỹ Lick Water là một nhân viên của cửa hàng thức ăn nhanh phục vụ 24 trên 4 tại New Jersey, bang New Jersey của Mỹ mà. Vào 4 giờ sáng mỗi ngày, trong lúc hầu hết mọi người vẫn còn đang say ngủ, thì Lick vẫn phải kìm nén buồn ngủ để làm việc. Một ngày nọ khi trời mới tờ mờ sáng, hai nhân viên cứu hộ với gương mặt sám tro tiến vào cửa hàng nơi Lick đang làm việc. Một trong hai người họ xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi, khàn giọng nói: "Cô gái, cho chúng tôi hai tách cà phê Espresso." Thì ra là cả hai vừa mới tham gia một vụ chữa cháy, ngọn lửa trong nhà kho vô cùng dữ dội. Họ không hề chợp mắt suốt đêm và dành 12 giờ để chiến đấu với ngọn lửa. Tại thời điểm này, họ đang kiệt sức và rất cần một ly cà phê để tỉnh táo lại. Trong quá trình pha cà phê, Rick cẩn thận lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, biết rằng hai lính cứu hỏa Tim và Bon đã cứu hỏa thành công. Cô gái lương thiện này đã trả tiền cho hai ly cà phê và chỉ còn và còn tỉ mỉ chuẩn bị một bữa ăn sáng ngon miệng cho họ. Trên mặt sao hóa đơn, cô bé gái viết: "Tôi trả tiền cho bữa ăn sáng ngày hôm nay, cảm ơn sự đóng góp của các anh." Khi tất cả mọi người đều tìm cách thoát thân, các anh lại không màng tính mạng lao vào ngọn lửa, bất kể trách nhiệm là gì. Các anh là người dũng cảm mạnh mẽ nhất, cũng là tấm gương tốt nhất cho tất cả mọi người. Cảm ơn vì mọi việc các anh đã làm, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Các bạn, một cô gái có hành động rất cảm động và ca ngợi và làm cảm động rung động trái tim của hai người lính cứu hỏa các bạn. Một hành động như thế, vừa đãi cà phê mà vừa đãi hai phần cơm và viết lời cảm động trong khi hoàn cảnh của cô rất khó khăn. Tôi sẽ đọc tiếp các bạn. Hai người đàn ông cảm nhận được sự ấm áp qua từng câu chữ trên tờ hóa đơn. Nó thực sự đã chạm tới niềm mềm yếu nhất trong trái tim họ. Sau khi xem xong, họ bất giác khóc. Cảm giác đau thương sau một vụ hỏa hoạn chỉ có những người đã từng trải qua mới thấu hiểu. Lít nhìn họ, hai người cũng liền lít. Họ dành cho nhau ánh mắt ấm áp và nở nụ cười, cuối cùng vẫy tay tạm biệt. Sau khi trở về nhà, nhân viên của quả tim càng nghĩ càng cảm thấy cảm động. Anh đã đem câu chuyện này kể lại một cách chân thật trên mạng xã hội, đồng thời còn nhắn gửi tới bạn bè hãy tới cửa hàng đầy ấm áp, đầy ắp sự ấm áp đó. Nếu như gặp được cô gái lương thiện này, hãy trả thêm một ít tiền. Không ngờ rằng lời nhắn nhủ của cô đơn thuần của Tim chỉ trong một đêm đã khiến dân cư mạng vô cùng ủng hộ. Tấm lòng lương thiện của Lít được truyền đi khắp nơi, đâu đâu cũng ngập tràn lời khen. Rất nhiều người đã đích thân tới cửa hàng để thể hiện sự ngợi khen ủng hộ cô gái. Tuy nhiên, khi bài viết của Tim được hơn 30.000 người bình luận, anh đã nhìn thấy một khía cạnh khác của câu chuyện. Trên thực tế, gia đình của Lít không hề khá giả gì, có thể được mô tả là khá túng thiếu. Đầu năm 2010, cha cô bị liệt do tổn thương não. Vì cô không đủ khả năng mua một chiếc xe có hệ thống đưa xe lăn lên xuống, nên người cha bị ốm, cô quanh năm phải nằm trên giường. Còn Lít, cô phải cáng đáng toàn bộ việc gia đình để có thể nhanh chóng mua một chiếc xe. Cô đã làm ba công việc bán thời gian suốt ngày đêm. Sau khi biết được hoàn cảnh của cô gái, chàng nhân viên cứu hỏa không thể diễn tả được tâm trạng mình. Anh đã bàn bạc với một số đồng nghiệp phải làm việc gì đó giúp cô gái lương thiện này. Chẳng mấy chốc, họ tạo được một trang gây quỹ cộng đồng để mua một chiếc xe cho cha của Lít. Mục tiêu ban đầu của họ là 17.000 đô la Mỹ. Không ngờ rằng số lượng người tham gia rất cao, 10.000, 20.000, 50.000 rồi lên đến 86.000 đô la. Ngay sau đó, một số nhân viên cứu hỏa đã mang toàn bộ số tiền tới thăm cha của Lít và trao nó cho cô. Lít ôm lấy người lính cứu hỏa Tim và bật khóc. Cảnh tượng này cũng khiến cho anh chàng cứu hỏa đi cùng rơi nước mắt. Lít nói: "Bữa sáng hôm đó tôi mua cho họ chỉ đơn thuần là lòng biết ơn tôi muốn gửi cho tới cho họ, hoàn toàn không hề nghĩ đến kết quả ngày hôm nay. Tôi cảm động đến mức không biết nên nói gì nữa. Chỉ là một hành động nhỏ, không ngờ lại được báo đáp đầy thiện ý to lớn lớn như vậy." Lít chưa dừng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới. Lòng tốt sẽ được báo đáp. Trước khi cha của Lít bị liệt, ông đã làm nhân viên khắc phục thảm họa trong suốt mấy chục năm liền. Sau mỗi thảm họa lớn nhỏ, ông đều không màng tính mạng lao vào hiện trường để hoàn thành công việc khắc phục thảm họa của mình. Lòng tốt ông ấy đã truyền cho con gái mình và rồi quay trở về bên cạnh ông ấy.
Lòng người đổi thay, thối đời bạc bẽo, tại sao chúng ta không chọn cách sống lương thiện? Khi làm việc thiện, ngay cả khi bạn không nhận được hồi báo trong thời gian ngắn, nhưng nhất định sẽ có một ngày thiện lương cùng sự ấm áp sẽ đến với bạn. Đó các bạn. Thì nói về cô bé Alice này thì cô bé Alice cũng nghèo, rồi khó khăn, cha thì đang bị liệt, mà kiếm tiền, gán làm để kiếm tiền để mua xe lăn cho cha mình nhưng chưa được. Nhưng mà cô vẫn hào phóng, đãi hai ly cà phê và ba bữa ăn sáng, và có những lời nói là làm tan chảy trái tim của hai người lính cứu hỏa này. Mà không biết thì câu chuyện nó không có nói là hai người lính cứu hỏa này có cưới cô ấy hay không, nên cái này không nói, nhưng mà qua cái bài viết này tôi đã đọc như thế các bạn, câu chuyện rất cảm động. Có khả năng có người sẽ cưới cô ấy sớm, và là phước cho anh chàng nào gặp cô gái có lòng tốt như thế đó các bạn. Thì chính vì lòng tốt như thế nên cuối cùng cô ta nhận được 86.000 đô la. Tất nhiên nó sẽ có nhiều hơn đó, nhưng mà do bài viết chỉ dừng lại 86.000 đô la thôi. Thì vừa sắm chiếc xe lăn của cha cô và cuộc sống cô sẽ bớt khó khăn. 86.000 đô la thì không phải số nhỏ các bạn. Đó thì ở đây muốn gửi gắm các bạn một câu chuyện mà lòng tốt mà các bạn cho đi, mà cho đi nó nhỏ thôi, như là hai ly cà phê sáng, hai bữa sáng cho hai người lính thì nó số tiền cũng nhỏ, nhưng mà cái quả ngọt lại vô cùng ngọt ngào, hậu quả rất ngọt. Sau đây là những câu nói giá trị về cho đi. Đừng đau khổ những gì mình không có, hãy biết vui với những gì mình đang có trong tay. Câu nói kế tiếp: một người bạn thực sự là người bước vào cuộc sống của bạn khi cả thế giới đã bước ra. Câu nói kế tiếp: cứ cho đi rồi sẽ nhận lại. Câu nói kế tiếp: hạnh phúc thay những người có thể không cần nhớ khi cho và không thể quên khi nhận. Rinsen Elibet Awit. Người ta có thể quên đi điều bạn nói, nhưng những gì bạn để lại trong lòng họ thì không bao giờ nhạt phai. Câu nói kế tiếp: có những điều kỳ diệu sẽ đến người thực sự biết yêu thương, họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều. Câu nói kế tiếp: với thế giới bạn chỉ là một hạt cát nhỏ, nhưng với một người nào đó bạn là cả thế giới của họ. Câu nói kế tiếp: bạn có thể không là người giỏi nhất, nhưng cách ứng xử và hành động của bạn sẽ quyết định bạn là người như thế nào trong mắt của mọi người. Với niềm tin bạn có thể thấy được những thứ vô hình. Câu nói kế tiếp: cho đi những được hỏi cũng tốt, nhưng còn tốt hơn nhiều khi cho mà không cần được hỏi, không cần nhờ sự cảm thông. Câu nói kế tiếp: biết cho đi là điều đáng quý, nhưng biết cách nhận về cũng là một nghệ thuật. Câu nói kế tiếp: câu này là của Thủ tướng Winston Churchill các bạn. Chúng ta tồn tại những gì ta nhận, nhưng chúng ta sống nhờ những gì cho chúng ta đi. Câu nói kế tiếp: đừng bao giờ từ chối nếu bạn vẫn có cái để cho đi. Câu nói kế tiếp: hào phóng có nghĩa là bạn cho đi nhiều hơn có thể, kiêu hãnh là nhận hơn những gì bạn cần. Cahin Giran. Câu nói kế tiếp: hãy tinh tế với những kẻ không tử tế, họ là những người cần có nó nhất. Câu nói kế tiếp: không mùi gì tệ hơn mùi bốc ra từ lòng tốt bị nhuốm bẩn. Henry David Thoreau. Câu nói kế tiếp: hãy làm điều tốt với bạn bè để giữ họ, với kẻ thù để giành được họ. Benjamin Franklin. Con người trả thù vì sự tổn thương hơn là đền đáp cho lòng tử tế. Thomas Fuller. Câu nói tiếp: khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống. Jean Jacques Rousseau. Câu nói tiếp: hạnh phúc là cho và sống vì người khác. Henry Drummond. Câu nói tiếp: lòng tốt không đúng chỗ sẽ chẳng được cảm ơn. Thomas Fuller. Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội cho sự tử tế, cảm thông và kiên nhẫn. Oberlin Underhill. Câu nói tiếp: rất bình thường khi cho đi một phần nhỏ cuộc đời để không đánh mất đó toàn bộ. Albert Camus. Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi. Henry Dumont. Câu nói kế tiếp: một lượng nhỏ lời khen đánh giá bằng cả mớ khinh miệt. Một giọt khuyến khích ít hơn cả gào bi quan. Một chén lòng tốt tốt hơn cả tỷ cả tủ phê phán. William Arthur Ware. Câu nói kế tiếp: bằng lòng tốt bạn có thể làm được điều quyền lực không làm được, làm được điều mà quyền lực không làm được. Lòng tốt, bằng lòng tốt bạn có thể làm được điều mà quyền lực không làm được. Phải thêm như mà mới đúng các bạn. Polixius. Không hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi. Henry Drummond. Câu nói tiếp: lòng tốt kiên định có thể làm được nhiều điều, như mặt trời làm băng tan chảy. Lòng tốt khiến cho sự hiểu nhầm, sự nghi ngờ và thù địch bốc hơi. Albert Schweitzer. Câu nói cuối cùng: lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn chẳng khác gì cái ác. Robert Heinlein. Khuyên các bạn, lòng tốt bạn phải khéo léo, bạn phải phải tế nhị. Người ta nói rằng của cho không bằng cách cho, các bạn phải lưu ý có những cái của cách cho mà người ta bị sỉ nhục, bị sỉ diện. Thành ra khi vợ chị bạn cho đi, bạn phải vô cùng khéo léo, hãy nhớ là cách cho đi nó sẽ quan trọng hơn cái của cho đi. Hãy lưu ý điều này các bạn, đó là một câu nói chúng ta cần phải quan tâm. Nghĩa là cho đi nó là rất là tốt, nhưng mà nếu chúng ta cho đi mà chúng ta không có lưu ý thì như thế nó dễ dẫn đến nhiều cái hệ lụy. Hãy lưu ý điều này. Người ta mới nói rằng
Làm phước không phải dễ, làm từ thiện không phải dễ. Điều này các bạn lưu ý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video này. Các bạn hãy nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn các bạn.